Trương Vũ Kiếm bị chửi là tên hèn khi công khai có con với Ngô Thiến. Trương Vũ Kiếm rốt cuộc cũng công khai có con với Ngô Thiến khiến cộng đồng mạng đưa ra nhiều ý kiến trái chiều, hầu hết đều muốn chửi bới nam diễn viên. Tối ngày 15 tháng 3, nam diễn viên Trương Vũ Kiếm chính thức thừa nhận với con với nữ diễn viên Ngô Thiến sau gần 2 năm che giấu công chúng. Trương Vũ Kiếm và Ngô Thiến quen nhau khi đóng chung phim Anh Chị Thích Em năm 2019. Cả hai được đồn đoán có con chung không lâu sau đó, nhưng vì sự nghiệp vẫn đang nở rộ, Trương Vũ Kiếm một mực phủ nhận, không cho Ngô Thiến danh phận rõ ràng. Mới đây, rốt cuộc nam diễn viên cũng đã thừa nhận trên trang cá nhân với nội dung như sau. Yêu đương và kết hôn là việc vô cùng thương, có một đứa trẻ đáng yêu, giấy tờ pháp lý đầy đủ cả. Chửi với tôi không sao cả bởi tôi không quen biết bạn, không có nghĩa vụ phải tiết lộ bất cứ chuyện riêng tư nào hết. Tôi chỉ muốn cho con mình một môi trường bình thường để khôn lớn. Bạn thật sự không nên chụp hình con gái tôi, còn tung ra tên của con gái tôi. Lần này không bảo vệ tốt em bé là do cha mẹ không làm tròn bổn phận, mẹ của con tôi còn đang đau khổ đây này. Tuy nhiên, cư dân mạng vẫn không đồng tình với lời giải thích đó và thấy bất bình cho Ngô Thiến. Trước khi sinh con, Ngô Thiến là tiểu công chúa của công ty giải trí Hoa Sách, là tiểu hoa đang được nâng đỡ, đang phát triển ngon nghẻ sau bộ Lê Hấp Đường Phèn đóng chính với Trương Tân Thành. Thế nhưng, Ngô Thiến vì tình yêu vứt bỏ sự nghiệp, tạm ngừng hoạt động suốt 1 năm để sinh con cho người đàn ông cô yêu. Danh tiếng cũng từ đó mà tụt xuống không thấy đáy, tài nguyên phim ảnh cũng không còn được như xưa. Giới giải trí luôn rất khốc liệt, người mới thì mỗi ngày đều có, chỉ cần sảy chân một lần là cơ hội đã đến với người khác. Ấy mà Ngô Thiến đã sảy chân tầm 1 năm trời. Tháng 6 năm ngoái là lúc Ngô Thiến đang mang thai, Trương Vũ Kiếm vẫn lên show thực tế nói rằng mình độc thân, đang tìm bạn gái. Giờ bị đào ra, ăn chửi thiếu điều tắc thở. Nhưng xét về khía cạnh nào đó thì thấy anh cũng không sai cho lắm, vì mỗi người đều có hai bên, có thể một bên ôm vợ, một bên ôm bạn gái mà. Hơn nữa, trong bài viết công khai có con của Trương Vũ Kiếm, tên của Ngô Thiến không được nhắc tới dù chỉ là một lần mà chỉ gọi là mẹ của con bé. Chắc là anh có cả chứng mất trí nhớ có chọn lọc như trong phim ngôn tình. Nhưng thấy kết quả không mấy happy ending cho lắm, vì anh thà đừng thừa nhận, chứ viết xong bị chửi con miệt mài hơn chưa nhận. Sự việc này bắt nguồn từ việc sáng ngày hôm 15 tháng 3, truyền thông rầm rộ chia sẻ hình ảnh Ngô Thiến, bạn gái tin đồn của Trương Vũ Kiếm, bế một đứa bé, được cho là con của hai người cùng nhau đi dạo. Ngoài ra, tên của đứa bé cũng được tiết lộ là Trương Ngôn Nhất. Hàng ngàn bình luận tràn vào Weibo của nam diễn viên họ Trương mắng chửi anh thậm tệ, cho rằng Trương Vũ Kiếm là người đàn ông bội bạc, không dám thừa nhận tình cảm, không cho nữ diễn viên bên nhau trọn đời một danh phận đàng hoàng. Có lẽ vì không chịu nổi áp lực dư luận, Trương Vũ Kiếm đã phải lên tiếng. Vậy nhưng, một bộ phận netizen phản pháo gay gắt khi chỉ ra nam diễn viên họ Trương nhất quyết không nói tên Ngô Thiến trong bài đăng thừa nhận có con của anh. Một cư dân mạng gay gắt, Trương Vũ Kiếm không muốn công khai bây giờ truyền ra, vì trước đây Trương Vũ Kiếm đã chi rất nhiều tiền để truyền thông không tìm hiểu về con chung của cậu ấy và Ngô Thiến. Bản thân Ngô Thiến cũng rất muốn công khai, nhưng Trương Vũ Kiếm không đồng ý, luôn lấy lý do vì sự nghiệp. Vậy nhưng cậu ấy có sự nghiệp vì sao? Trương Vũ Kiếm từng dựa vào hình tượng mặt lạnh mà nổi tiếng vượt vòng fan. Sau đó đoàn đội liền tiếp tục duy trì hình tượng này, lên show cũng mang theo dù không phù hợp. Fan thấy thật trân quá, đã thoát đi không ít, phải nói là gặp tình trạng ngược tác dụng. Còn Ngô Thiến, trước đây là tiểu hoa với nhan sắc lanh lợi, tươi sáng, sinh con rồi thì tình trạng nhan sắc của Ngô Thiến rất kém, hốc mắt và nếp nhăn đều xuất hiện. Trong thời gian nghỉ sinh cũng bị các tiểu hoa khác vượt mặt. Cô ấy chỉ có thể lựa chọn chuyển hướng sang hình tượng trưởng thành, chững chạc, kịch bản tìm tới ít hơn. Xem xét một hồi, có thể thấy Ngô Thiến chịu thiệt thòi nhiều hơn. Suy cho cùng, hoàn cảnh của Trương Vũ Kiếm và Ngô Thiến hiện giờ vừa đáng trách lại vừa đáng thương. Đứa trẻ sinh ra vô tội, nhưng Trương Vũ Kiếm đã không cứng rắn đứng lên bảo vệ gia đình mình sớm hơn. Khác biệt hẳn với Nhậm Gia Luân, nam diễn viên cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Năm đó, Nhậm Gia Luân công khai bà xã hiện giờ của anh là Nhiếp Hoang, một nữ diễn viên không hề có tên tuổi. Nhưng vì nghĩ cho Nhiếp Hoang và đứa con với cô, anh chấp nhận gần như 50% số fan của mình quay lưng khi sự nghiệp lên như diều gặp gió. Hiện giờ với sự nỗ lực của mình, Nhậm Gia Luân ngày càng được nhiều công chúng công nhận với diễn xuất đỉnh cao và yêu quý với danh hiệu người chồng quốc dân.